màu Đà Nẵng nha mọi người. Cái này đặc sản kem Đà Nẵng nha. Kem này là kem dừa nha mọi người. Kem dừa nha, với lại là thạch dừa. Thạch dừa cái này kiểu làm kiểu rau câu mọi người. Ngồi ở view sông Hàn ăn hai món này là nhắc nách nha. Anh em có về Đà Nẵng ghé địa chỉ bao nhiêu nha? Ghé 190 Bạch Đằng nha. Hai món này ngon lắm mọi người. Nãy cái này thì em chưa ăn mà nãy em ăn thử cái món này nè. Món này ngon lắm. Đi Đà Nẵng lâu rồi mà nay mới có dịp ăn thử cái này nha mọi người, đi qua lại ăn. Nó cảm giác nó béo 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 bùi bùi, cái mùi dừa đã lắm mọi người. Kiểu nó có cái mùi rau câu nhưng mà nó béo 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 kêu dừa, nước cốt dừa đấy. Rất là ngon nha anh em, em thử nha. Đây là kem nha, kem cũng là kem dừa, dặn kem dừa mọi người. Này em đi qua lại nhiều lắm mà chưa bao giờ ngồi. Nay ra có Đà Nẵng có việc đi tiếp khách ấy, ngồi để đợi khách sẵn ăn thử mà ngon thiệt. Kem rất là béo nha, mà béo có vị nước cốt dừa nha mọi người. Anh em đi ra Đà Nẵng ấy, đi đâu du lịch ấy, nhớ ghé thử quán này ăn nha. Bọc trứng mươi Bạch Đằng nha mọi người. Ngồi view sông Hàn rất là thú vị nha. Lát này sẽ gặp một vị khách cũng rất đặc biệt. Vị khách này chắc không ai xa lạ đâu, anh em xem kênh của em là biết thôi. Mua mặt kỳ nam mọi người ạ. Giờ ra bàn giao. Bàn giao tặng tay. Đi công việc sẵn ra giao luôn. Đi ra hồi tối. Hồi tối hả? Uống nước gì chú? Cô cái dừa. Cho dừa. Dừa đó, dừa sim. Dừa sim. Nhà chú gần đây không? Cuối đường là chạy thấy cái đường này là lên tới chung cái cầu, cầu Phú Lộc. Tối giờ cũng Nguyễn Tất Thành mà. Rồi bữa nào có về? Thì tí nữa làm sang về luôn, gửi cho chú về luôn. Mày làm cái nó bự quá vậy mày. Tao muốn làm xíu thôi. Biết rồi. Biết không? Dạ. Cái này là làm mình đấy. Cái đây là nó giá trị hơn cái này. Dạ. Nên mình chỉ làm. Do chú biết sao không? Là tại vì có miếng này, miếng kỳ này. Là cháu cũng tính hết rồi. Là thứ nhất là nó mỏng, nó nhỏ quá. Mà đeo vô anh thấy miếng vàng không? Đúng, chính xác. Nhưng mà cháu tính hết rồi. Là nhưng mà nếu mà chú thích thì cháu vẫn sửa tại ý chú rồi. Nhưng mà trước mắt cháu vẫn nói là có nghĩa là cái miếng kỳ này nó mỏng, nó nhỏ quá chú biết không, mà cháu lòm bàn như vậy này là cái điện nó bổ vệ luôn, là cháu thử cháu thả dài hay là cháu thả dài hay là cháu thử cháu đeo rồi hết rồi là nó không có cắn bất cứ một cái gì của mình ấy, nó không có cắn bất cứ một cái gì của mình ấy. Uống không cháu đi à. Cháu tính hết rồi, có nghĩa là lòm nhỏ vậy thì được, nhưng mà khi chú biết không, chú lòm nhỏ vậy đó là khi mà chú đeo nhiều lúc chú sẽ cắn, thì là cái thành này nó không có khoảng cách dư ra để nó bổ vệ cái mặt kỳ. Như thế này nghĩa là nó bổ vệ tứ diện luôn của mạng kỳ rồi. Cháu còn định lòm là nó thụt vô trong luôn. Nhưng mà cháu nghĩ thì nghĩ lại là thụt vô trong quá đó thì là nó không có cái body. Nhìn không thấy được body. Đó là cháu lòm cho nó đưa lên chai một xí. Nhưng mà canh làm sao để cho nó bổ vệ được cái mạng kỳ luôn. Thường thường kỳ nôm á là không có đeo đâu, chỉ có chú mới đeo thôi. Kỳ là người ta chỉ cắt trong lọ trong hũ, người ta bổ quản bổ vệ bổ tồn nó. Mà riêng là chú kêu chú lòm mặt dây chuyền thì khi mà chú đeo thì nó sẽ va chạm. Không biết thì nhiều nó sẽ va chạm, thì đó lý do tại sao cháu phải làm như vậy, là mục đích làm bổ vệ cho nó. Chứ còn thực tế là hồi đó giờ kỳ là cháu chưa thấy người ta đeo, cháu thấy người ta toàn cắt không à. Giống như cháu có cái sợi kỳ đó là cháu đụng cháu còn không giống cho đụng mà. Mỗi lần đụng rửa tay rửa chân cháu mới cho đụng. Đó, thì riêng chú đeo thì nó sẽ cắn này cắn cái nọ. Hoặc nhiều lúc chú thấu ra thấu vô, chú ví dụ chú để cẩn thận nó, ví dụ như cái mặt của cháu đi. Giờ ví dụ cho thì tán nó thấu ra xong cho nhiều lúc chú để vậy. Cái nậu cái thả cái hành động thả mình thôi nó đã lòm mít làm hư rồi, mà trầm thì nó cứng, mà kỳ thì nó dẻo, nên là như vậy là cháu lòm cho bảo vệ. Còn nếu mà chú thích thì cháu vẫn sửa, nhưng mà theo cháu là cháu đã tính hết rồi, có nghĩa là cháu thích đem cháu tính rồi. Đeo vô được bạn ta thấy cục vàng không có được mà. Không, cháu tính hết rồi. Bây giờ chú lòm mãn lại một xí ngàn, nó là sáu mà là nó biết sao nó hư cái kỳ nó uổng. Tại vì nếu chú mua mà chú cắt trong lọ chú lau chú ngửi thì được, còn nay chú đeo mà chú làm trang sức mà. Đây thử thì cứ thử thôi, còn sửa là vẫn được mà. Trời cái gì cho vòn sửa là mấy hồi. Dạ. Tao ghét đeo vòn. Thôi kệ mà cho nó. Bữa trước là nó cái miếng ấy luôn, cái miếng mặt tán luôn phải không, là bao nhiêu tiền người ta đưa luôn. Dạ. Cái gì thử bị vòn không mà thơm vẫn thơm. Thơm nhé. Tuy vòn chứ tưởng nó tanh nhưng mà không tanh, cái mùi của kỳ nó vẫn mạnh hơn mùi của vòn. Này là cái chú bữa trước mọi người ạ, là vào con Quảng Ngãi em đặt mặt kỳ đấy, nay ra Đà Nẵng có công việc sẵn giao có mặt kỳ cho chú luôn. Nhưng mà
ông khó tính quá, nãy giờ ông chìm luôn ấy. Bây giờ nó đen quạt sợ. Ok kệ nó bây giờ người ta giàu đeo đeo gì, giàu đeo vàng sang đeo trầm, cái này là mình đeo kỳ luôn, gọi là đẳng cấp luôn. Vừa thôi, nói chung là tùy sở thích của người, có người một người nhìn vào người ta thấy vàng người ta đẹp đúng không, chứ nhiều người người ta không thích như vậy đấy. Không thích. Dạ. Ấy tao bữa trước là tao nói thằng Tài Lộc đó, cái viền đó kìa, cái viền cháu tính rồi mà không được bạp xung quanh cái cảnh rồi, nhưng mà bạp bắt buộc nó phải khoan vô để nó lượm cái máu, mà nó khoan vô cháu không cho, nó khoan vô là nhiều trầm ấy, mình khoan thì không sao, còn cái miếng kỳ vậy mà khoan vô là nó bị hư mất cái miếng kỳ, cháu không chịu. Trời ơi, cháu bán cho chú, nhưng mà nếu mà chú có những yêu cầu rồi mới lượm hư cái sản phẩm cháu, cháu còn không chịu kìa. Cháu không ở đâu, tin nó thuộc quyền sở hữu của chú rồi, nhưng mà mơ mốt mà cháu thấy nó bị hư, cháu còn trách là chú ngược lại cái nó kìa. Tại vì dẫn trai trên 5-6 triệu thì nó to thiệt, nhưng mà cái đồ trai này nó quý lắm. Cháu bán cho chú làm, nhưng mà như là chú phải có trách nhiệm bảo vệ nó nữa kìa. Chứ không phải đâu. Còn tiền thì mình không, mình bán này bán cái nọ mình kiếm cũng được thôi. Còn những cái đồ này nó hiếm lắm. À mà cháu nghĩ vào cứ để cho chú còn vòn thì sửa lúc nào cũng được, không có gì phải ngại. Vòn sửa lúc nào cũng được. Tao định đeo là tao bỏ ra ngoài, mà chơi đủ chiếc vòn là tao bỏ ra. Không, tiền cháu thì chú, cháu tính thế nào, cháu thức đem cho tính đó, cho ông bữa là đơn giản tự nhiên không, mà cháu bọc cái gì đâu. Bọc như kia ngang, nó là rẻ hơn vòn cho cháu. Nó, cháu là kiếm thêm được mấy triệu bọc nữa, nhưng mà cháu quyết tâm cho lòm như thế này là có ý đồ của cháu ấy. Cháu còn định lòm nó thuộc vô trang nữa kìa, nhưng mà thuộc vô trang thì nó không thấy được cái bà đi của nó. Nè thôi giờ cho nó như vậy xí. Còn là chú thấy nè, cái đây là cháu cho nó báo, chứ cháu không cho nó khoan. Còn lòm cái kiểu của chú là bắt buộc phải khoan, khoan luôn, bắt buộc phải khoan. Ví dụ như mấy cái mặt này là bắt buộc phải khoan hết này, nó mới giữ được chứ đâu có cái ái được. Còn này nó không giống keo ngang, có nghĩa là nó đúc xăng hay là nó thả vô nó báo rồi thôi. Chứ còn như mấy cái này này là chú thấy này, nó phải giống keo nằm đây hả, nó phải giống keo nằm đây hả, nó mới dính. Mặt kỳ của mình tiện giống keo nằm đây thì còn gì nữa, cái cục này cục chìm ly te mắc tử mà vẫn còn mùi. Chú tưởng nó tanh đó mà không tanh. Anh, ừ. Bữa lòm ra qua cái video ơi cũng hỏi cái mặt này. À, thành công cho người sau rất nhiều lần thuyết phục thì cuối cùng thì cũng đã chấp nhận. Tại vì người ta không thích vàng mùi à, chú yêu cầu là làm phần nhỏ thôi, mà đang làm miếng to, mà thực tế ra là có ý đồ của em hết chứ còn được. Tại vì cái này là em bao vàng, em tặng vàng luôn, thì em làm ít lại thì em lại em được kiếm thêm một ít tiền vàng nữa, nghĩa là tiết kiệm được ít tiền vàng. Nhưng mà em làm như vậy đấy là tới mười mấy triệu tiền vàng của em không biết đâu. Và 18k mà đúc nguyên miếng mà. Nhưng mà do phải bảo vệ mình biết không, một người làm trang sức lỡ một người đeo ấy, nó cắn này cắn nọ nó hư người, phải bảo vệ. Đó là lý do tại sao em cố gắng em làm thêm vàng nó dày một xíu, để cho nó bảo vệ miếng trầm là vậy. Nhưng mà cuối cùng thuyết phục nó ok nha mọi người. Tiền bạc thì cứ từ từ chuyển sau chút, quan trọng gì. Giao dịch thành công. Bắt cái tay chú một cái chú Đà Nẵng cho người giao dịch miếng kỳ thành công rồi nha. Bàn giao tặng tay, tặng người đúng chỗ luôn. Ban đầu thì chú không thích bàn nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng hay là sau nhiều lần thuyết phục thì chú đã đồng ý. Chẳng chờ chứ mai mốt chú cạo bạn chú bán. Nhiều người người ta cứ nhìn thấy bàn mà người ta đâu nhìn miếng kỳ đâu. Cái gì vậy? Cái gì vậy?